cháu cầm thử đổ đủ tất cả các vị. Có khi không ngon bằng cacao. Có tiếng thì mới có miếng, mình phải có một cái quán cơ. Ý mình là ấy thích mình có thể làm tại nhà. Được cái máy xay xay máy đánh trứng tốc độ cao á. Vậy tôi còn phải tốc độ nữa. Và có cái cánh quấy phù hợp thì mình làm ra đánh trứng dễ chứ không thì chẳng phải gì tốn 20-30 cốc đánh trứng cả. Nhưng mà dĩ nhiên không phải lúc nào mình cũng có thời gian mà làm. Mà làm xong thì cũng mệt. Thế tôi nhiều khi nghĩ đến là cứ đi ăn quán bởi vì còn đổi món này món kia. Còn nếu đã làm thì có khi là những người mở hàng bán quán ta ngon hẳn đấy. Người ta làm những cái ý thì nó sẽ ấy, nó sẽ hợp lý rồi, người ta sẽ bán và người ta kiếm tiền và cuối cùng người ta làm thành quen. Mình nhiều khi mình làm gọi là tùy hứng, làm có thể rất ngon nhưng mà có những lúc mình tự nhiên mình thèm cũng phải là lúc nào mình sẵn công mình làm. Có thể bận việc, có thể là cuộc sống về mệt mỏi chỉ muốn ăn cái món ấy để giải trí hay để gọi là cho nó ngon miệng cái lúc nhất thời thôi. Đấy. Thế chẳng lẽ lúc ấy lại còn chạy đi mua lại máy đánh trứng hay gì đấy.